Nhà đẹp Tân An xin chào. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế tranh tiến có địa chỉ tại Nam Định. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Tiến, nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế tranh tiến. Căn nhà của anh là căn biệt thự 2 tầng mái Thái có phong cách tân cổ điển, màu trắng sẽ là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với việc thiết kế thêm cổng chính và hàng rào rất là bắt mắt cho chúng ta thấy được một ngôi nhà đẹp, sang trọng và rất là lộng lẫy. Cổng thì sẽ được chúng tôi thiết kế là cổng bằng đống đúc nha các bạn. Cửa hàng rào thì được chúng tôi thiết kế rất là đẹp. Xen giữa các bức tường sẽ là hệ song sắt, có thể nhìn được vào bên trong. Và đây là hình ảnh mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh thì sẽ được thiết kế 5 bậc cấp và các bậc cấp thì sẽ được thiết kế loe ra để tôn lên sự sang trọng, bề thế cho ngôi nhà cũng như làm đẹp khu vực tiền sảnh. Hai bên sẽ được thiết kế lan can bằng cột điện và sẽ được sơn màu trắng cùng màu với tổng thể ngôi nhà. Các bạn có thể thấy rằng là ở khu vực hàng rào thì sẽ thiết kế thêm tấm phù điêu để căn nhà trở nên đẹp, sang trọng hơn. Hai cột ở khu vực tiền sảnh sẽ được thiết kế là cột tròn, chân sẽ là chân vuông, đi kèm với đó là các đường phào chỉ ấn tường nhìn rất là đẹp. Cửa chính sẽ được thiết kế là cửa gỗ hai cánh, không pano kính và sẽ được sơn màu đỏ. Ngoài cửa chính thì hệ thống cửa sổ sẽ được thiết kế là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo và ngôi nhà có phong cách tân cổ điển cho chúng ta thấy được một ngôi nhà vừa đẹp vừa sang trọng và rất là bắt mắt. Ngoài ra thì việc sử dụng cửa sổ nhôm kính sẽ giảm chi phí xây dựng cho tổng thể ngôi nhà cũng như giúp cho tổng thể căn nhà có thể hấp thu tốt ánh sáng tự nhiên. Xung quanh cửa sổ sẽ được đắp thêm đường phào để tạo kiến trúc cho ngôi nhà cũng như tránh tình trạng nước sụt vào nhà. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 tầng 2, chúng tôi sẽ đắp thêm đường phào đơn giản nhằm mục đích phần tầng ngôi nhà. Ở trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm ban công để cả gia đình có thể thư giãn. Cửa chính ở khu vực tầng 2 cũng sẽ được thiết kế được cửa gỗ nha các bạn. Lan can được sử dụng đối với ngôi nhà sẽ là lan can bằng đồng đúc để có cùng đồng điệu với khu vực tiền sảnh, khu vực hàng cửa cổng chính nha các bạn. Hai cột chống đỡ khu vực phần mái phía trên ở khu vực ban công cũng sẽ là tròn, chân sẽ là chân vuông. Nhắc đến ngôi nhà có phong cách tân cổ điển, không thể không nhắc đến mái vòm ở khu vực sảnh chính. Các bạn có thể thấy ở đây mái vòm được chúng tôi thiết kế rất là cong, nhìn rất là đẹp. Ngoài ra phía trên thì sẽ được trang trí thêm các hoa tiết rất là lộng lẫy nha các bạn. Các bạn có thể để ý rằng ở hai bên khu vực cửa chính chúng tôi đắp giả cột chạy cột hình vuông đi kèm với đó là các đường phào chiếm tường chạy thẳng từ tầng 1 đi tiếp lên tầng tầng mái nhìn rất là đẹp và không phải ngôi nhà nào cũng có những thiết kế như thế này nha các bạn. Hè mái được chúng tôi thiết kế đối với ngôi nhà của anh sẽ là mái Thái. Trong quá trình thiết kế chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phần tầng mái, màu của mái sao cho hè mái sẽ thể hiện được sự bề thế của ngôi nhà cũng như là mỏng của mái sẽ hợp với phong thủy. Trên trần nhà, xung quanh ngôi nhà sẽ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy và sang trọng. Và đây là phong cảnh nhìn từ bên phải của ngôi nhà. Ngoài sảnh chính, chúng tôi sẽ thiết kế thêm sảnh phụ để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, nhu cầu nấu nướng của cả gia đình. Từ thẳng sảnh chính thẳng lên tầng 2 thì ở góc này chúng tôi sẽ thiết kế thêm một ban công nhỏ nha các bạn. Từ trên ban công sẽ có thêm hè lam bằng bê tông cốt thép. Từ trên sẽ có thêm lớp kính cường lực để che mưa, che nắng ở các góc của ngôi nhà. Chúng tôi cũng sẽ đắp giả cột để căn nhà trở nên vuông vắn hơn. Căn nhà của anh thì nhìn từ góc độ nào cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt và rất là sang trọng. Đây là một góc nhìn chính diện ở khu vực sảnh phụ nha các bạn.
Và đây là phối cảnh nhìn từ trên cao. Ngoài diện tích ngôi nhà, phần sân phía trước cũng rất là rộng rãi, thoải mái chỗ đỗ ô tô, khu vui chơi, giải trí cho cả gia đình, các con. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà, tham khảo website cũng như kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Nhà các bạn, anh Tiến có chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã biết đến kiến trúc Tân Á rất là lâu rồi, do điều kiện về kinh tế, thời gian mà bây giờ anh mới có thể thi công được ngôi nhà của mình. Trước đó anh đã lên kênh YouTube, website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo, chọn được cho mình những mẫu nhà thật là ưng ý. Các bạn có thể xem một kênh YouTube, website của nhà đẹp Tân Á giống như hai thư viện thu nhỏ chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4. Và ngoài ra thì các bạn hãy đăng ký kênh, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ngoài những mẫu nhà kể trên thì chúng tôi còn có những video thực quay thực tế những mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Tiếp đến, xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Nhà các bạn, giới thiệu với tất cả các bạn, đây là quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á. Để thiết kế được một ngôi nhà thì sẽ trải qua 3 giai đoạn chính: khảo sát, thiết kế, cuối cùng sẽ là đi tiến hành thi công. Đối với ngôi nhà của anh Tiến, chúng tôi sẽ về khảo sát thực địa, đo đạc khu đất và lấy thông tin từ anh. Sau đó sẽ tạo nhóm Zalo để làm việc, kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng, phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế, đến giai đoạn thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận. Bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát ngôi nhà của anh Tiến. Bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh 24 trên 24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy, để hoàn thiện được một ngôi nhà, chúng tôi cần rất nhiều con người, nhân lực ở mỗi vị trí. Chúng tôi sẽ cử những người có năng lực cũng như phù hợp với ngôi nhà của anh để đảm nhận. Do đó, mà so sánh đều sẽ là khập khiễng nhà các bạn. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp khép kín thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng cũng như phải có đủ năng lực thì mới có thể làm được. Và sau đây các bạn hãy cùng chúng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Tiến nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy là hình ảnh khu đất của anh Tiến được chúng tôi chụp lại bằng máy ảnh nha các bạn. Đây là một góc quay khác nữa của căn nhà hiện tại. Và đây là hình ảnh khu đất đã được chúng tôi phác thảo lại sau khi đã đo đạc và có đầy đủ thông tin. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với ngôi nhà của anh Tiến. Anh Tiến sinh năm 1987, dựa vào phong thủy, anh hợp với bốn hướng lâm nhà: Đông Nam, Chính Nam, Chính Đông, Chính Bắc. Đất định hướng lâm nhà là hướng Nam, do đó chúng tôi thống nhất hướng lâm nhà sẽ là hướng Nam. Phòng thờ, phòng bếp và các vị trí phòng trong ngôi nhà sẽ được thiết kế hướng hợp với phong thủy nha các bạn. Qua khảo sát, chúng tôi sẽ quay khu đất, chụp hình ảnh khu đất, đo đạc khu đất cẩn thận, đo chiều sâu mặt tiền, cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Qua trao đổi, chúng tôi thống nhất sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà 2 tầng có công năng như sau: tầng 1 sẽ có phòng khách, bếp, phòng hai phòng ngủ khép kín, tầng 2 sẽ được thiết kế phòng thờ, hai phòng ngủ khép kín cũng như sân phơi. Qua trao đổi khảo sát thì anh rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một ngôi nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi.
Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại ngôi nhà của anh Tiến một lần nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Tiến, nhà các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng thì chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với ngôi nhà của anh Tiến. Đây là mặt bằng định vị khu đất nhà các bạn. Căn nhà của anh sẽ có diện tích 12 x 8 m2. Hệ tường bao sẽ được thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được thiết kế là hệ tường 110. Sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích 23,2 m2. Phía sau sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và phòng ngủ có diện tích là 13,8. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế khu vực bếp phòng ăn ở phía sau nhà. Ở tầng 2 thì sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt 13,6, 13,8 và 14,8 m2. Phía trước sẽ là ban công và ở giữa sẽ là nhà vệ sinh chung nha các bạn. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế rất là nhiều cửa sổ cũng như ban công để tạo kiến trúc cho ngôi nhà cũng như giúp cho căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng thiên nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Tiến. Hy vọng rằng thông qua ngôi nhà này các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.